Xin chào anh em nhé. Hôm nay thì có một số bạn yêu cầu mình chơi rắc. Rắc lên đầu của Sasuke. Ui ôi. Rồi, có đánh nhau ở đây. Có vẻ như là rắc cái mặt cũng ăn blue. Cũng giống mình. Rồi mình sẽ mới dình được thể úp sờ nó ở trong này. Mình cần ăn con cua này cả. Ăn cua sờ lái đi. Cua. Rút. Sẽ đi vào đây. Sau đó thì mình sẽ đi đồng bằng vào đây. Sẽ cướp cái đây là bịt ngay mà. À, mình cắn sai một chút rồi. Sao? Sai thì ra một chút rồi. Thế là mình phát hiện rồi. Liền. Báo toát. Tám trở đồng với tôi à? Đừng đùa nha. Đừng đùa với tôi nha. Có một hỗ trợ thì hiện tại thì mình đang bảng mang bảng đang tu tập lên rồi thì đây rất là khỏe luôn anh em. Anh em cứ pha đi, em bảo về đây thì anh em sẽ rất là mạnh, bao mạnh luôn, một kíp một mạng nha. Rồi có hai người trên top cũng như là hai ông này cũng chịu ông nào cử một ông nào lên đây nhỉ. Rồi băng trụ rồi, xong rồi, một hit nữa. Rồi tôi lên đây, tôi lên đây. Ok chết rồi. Sai rồi, nó lên đây luôn này, cờ hó này, mình biết đâu là nó ra đấy luôn. Tôi thật lên rồi, tôi lên rồi, xong rồi chính xác. À, mình làm chó được 3 người mà thế cũng không thể nào giúp được anh ấy đâu. À, có chết trong này nhưng chuồn là tự sách. À, nó cứ ép mình thế này cả. Vậy sao chơi? Vừa ăn đính rồi. À, ép quá. Ép người quá sức rồi nha. Nhưng trong khi đấy thì dân xuồng đang có vẻ như là ăn được một mạng mà. Vậy viết lại cho nó nhỉ. Thì những người chơi ra xua thì sẽ lên cái ma vũ trước. Đây giống kiểu lên ra xua luôn. Ôi xin sao hồ báo ấy nhỉ. Ôi nó ô lát. Ra đây. À, ăn được cái thằng chắc tế mạng không đây. Úi xòm này các bạn. Chết lừa kìa. Chưa. Mà mệt ghê. Thế này ghê nha. À mình hết mana rồi. Thôi kiểu gì cũng giết đó. Trời ơi. Em ơi. Rồi sao.
này bỏ bạn luôn à. Đâu này tổng hợp chưa cục kích. Như cục kích tự nhiên còn phải tạo nữa. Gì nó bị nó giết ngược cơ. À, nhỏ với cả đái. Rồi xong. Rồi ra đây luôn. Ai điện vệ sinh này. Đáng hại quá. Ủa đánh nhau đánh nhau đánh nhau. Đánh nhau to đánh nhau to. Rồi luôn. Rồi mẹ ông này cái SG đấy nhỉ. SG quá. Bên mắng tốt. Giờ rồi bên mắng tốt nhưng mà solo lại thua lan cơ. Thế mới hay. Ta vết máng thì được thì Lan lại ăn lại. Nhưng mà ông này ông thua cả hai. Ờ, à, ông vết bán được nhưng mà ông thua Lan. Rồi. Láo này, mình nhây này. Nhây bố mày đi. Chiêu ngươi này. Chết liền. Lưu của mình lúc nào ăn chưa? Giờ mình sẽ qua Blue. Đang lên xin này chỉ có đánh sóng âm mẹ fail ấy, nhỏ ghê. Rồi chúng ta giết được cái thằng kia rồi. Cái thằng chim đàm. Hiện tại thì mình đang ngang sắt thần trượng nha anh em. Skin này cũng khá là giống skin bắt rắc. Nên là khá nhiều anh em nhầm lẫn. Mày chạy đi đâu? Bấm một người nó để xem cái từ chối của nó hết trong bao lâu. À, có bữa đỏ này. Đặng ngon. Ngon lành. Luôn mãi chim. Con nữa. Ngon lành cánh đào. Lại về đây nào. Xem bãi đá ai ăn chưa. Chơi ăn bãi đá để chúng ta lại ăn luôn. Đẹp hết. Có gì ăn đấy. Đây sắp có cái mạng đâu rồi nhỉ. Nhưng này đâu rồi ta. Ủa có một quần ấm ở đây. Cửa khó tên mô này. Về nhà lên đồ thôi nào. Đi đâu hết rồi nhỉ? Thì mình sẽ lên ma vũ. Đây. Đấy, mua hai cái kiếm dao găm nữa. Hai hàng này toàn đi với nhau này. Mặc dù nhà nó lát nhưng mà nó không muốn xuống hỗ trợ được. Em hiểu đâu. Rồi xong. Đánh nhau đi, đánh nhau đi. Cái thật bị ghê đó nha. Đùa với tôi luôn nha. Chẳng đây là chiến thuật của tụi bạn. Còn mình vẫn chưa thấy ông Jack đâu rồi. Chúng tôi thấy ông Jack đi hay đi anh lắm mà. Nhưng không thấy Jack đi đâu cả.
sẽ quay gấp hoa thừng. À, ghé thăm qua rừng. Thế hôm nay ông ăn chưa? Mẹ ông AFK con mẹ rồi. AFK con mẹ rồi anh em. Sao rồi đây? Vào chơi ông này AFK rồi. Người ra xua thế mạnh cũng AFK rồi. Hai mày phải đánh chung nhau. Mà gờ gờ cho anh em ăn ấy, tôi không thể ăn được này. Thanh niên chạy đi là được rồi, chạy đi là có vẻ là thoát chết. Ây da, ăn hết mất tiêu luôn. Mình sẽ không lên đồ đi rừng nữa, mình quá xanh. Giờ mình sẽ hạn chế đánh nhau cho anh em đánh nhau đi.
chết ông Yasuo rồi. Một cái mode triple kill kìa. Đợi chút mình là nhân vật chính à. Anh em đợi chút rồi mình diễn. Một chính như thế nào cũng xuất hiện sau cùng. Đi bạn. Mất tiêu luôn. Nó cái tao ấy. Nó chính là. Không qua được à? Tưởng qua được chứ. Hên chưa? Rồng, ok ăn rồng. Thích thì ăn. Nếu không thích thì sẽ ăn rồng rồng. Làm sao rồi? Mất không tốn nhiều máu lắm. Rồi Lê Xin đã phải bỏ chạy. Chắc là thấy bạn đang muốn làm gì nhá. Không chạy được nữa rồi. Chắc cái làn bãi này thì sao ấy. Tay đi đâu ấy nhở. À đứng đây rình. Sao mình nãy mình đi qua mình không để ý sao ấy. Thuật đây. Không phải anh em muốn ghét là ghét được đâu. Ghét là có một nghệ thuật. Anh em hiểu không? Mình kèm ngồi đứt rồi. Nói xong dẫm cái hạt thống nổ để phát đi nhỉ. Uống Temo bật luôn kìa. Temo ghê đấy. Mô nó gánh tim anh em. Nhưng mà anh ta đã phải thả xuống rồi. Rồi, Linh Linh tiếp tục chơi ngu à. Rồi, Linh Linh chơi ngu vãi. Anh đi trêu mấy cái thằng. Đó đầu của tên bạn này. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt ra xua kìa, mình vui này. Ok, bây giờ thì mình sẽ về nhà và lên nha. Vô cực. Ok. Rồi, bọn này chơi để trụ thì tôi không muốn chơi để trụ thôi nha. Các ông cứ thích chơi để trụ nữa. Kéo về. KS cũng phải có một nghệ thuật. Anh em hiểu không? Không thích là KS được đâu. Đấy. Sao mấy thằng này được không ăn được mà mỗi mình ăn được. Đấy, anh em hiểu ý tôi nói không? Đây cũng là phải một nghệ thuật cả đấy. Đồ này. Làm gì làm gì. Xin thì nói tôi cho. Không phải giả đò đâu. Giả đò đi về. Sau đó thì quay lại ăn. Điểm lắm. Rồi sao. Mình sẽ xuất hiện. Ui tempo. Chính thì khi nào cũng phải xuất hiện sau cùng đúng không anh em?
có qua được kill hay không. Nhưng mà mình sẽ cố. Con sót này. Tóc khơi trong tức tắc. Về nhà thôi nào. Không nên để trụ sở, cho tên bạn cơ hội. Đấy, thì mình sẽ lên hút kiếm. Rồi thì một đấu 100 rồi nha. Nhưng mà chính thì cái nào nó xuất hiện sau cùng. Cho nên thì mình cứ để anh em đánh nhau đi. Rồi xong, ra xua chết rồi. Lên leo. Này hi hi. Ý trời ông này. Vẫn còn lạ liền bãi đá. Rồi sao? Có mắt chỗ này không? Có mắt. Ba đòn thôi. Cho ba đòn đi. Mình nghĩ là mình ăn được rồi. Có thích kiếm rồi nhé. Mình thêm cả anti. Có ba đòn rồi. Không biết là mình có nên giết ông này hay không đây. Mình tha cho ông ấy nhỉ. Mình thôi mình để tha cho ông ấy nha anh em. Đồng đội chúng ta không cho phép. Quá khỏe. Thế mạng không ăn thì hơi kỳ anh em ạ. Tôi lại cứ thích nớ tay cơ. Cho các ông thủ. Thế xua tay mạng có. Ở chơi đấy. Đẹp quá. À, có vẻ như chúng ta giết thằng Olaf để làm hoán đổi tình thế rồi. Kéo cái mặt nó GG luôn anh em ạ. À, tự nhiên giết thằng Olaf làm gì. Để cho về nó đép lính nhé. Rồi nó lại một ra một cân tất cả cái này không được. Nhà lên đồ. Chúng ta sẽ lên à món này đi. 2800 cơ. Úi giời ơi, em tranh lại rồi. À thầy bạn rất cố gắng nhưng mà không thể nào mà thắng lại được. Mình cũng cho thầy bạn cơ hội đấy. Tên môn đây này. Tên môn vẫn sống. Xếp thêm cho tên môn. Anh em chơi đã tay chưa? Tên môn xong solo lại được. Virus chúng ta solo. AD chúng ta solo lại được. Chúng quay đến đây.
Chờ hai thằng này đánh giết thằng Lenshin trước. Đấy, để cho Lenshin chết nha anh em. Đây sẽ chôn ông Lenshin này. Để cho Lenshin này chết. Thế không hộ thể quá được kìa. Vui vãi. Rồi sao nghịch ngu luôn. Ấy là gì? À và chơi dại rồi. Không sao. Hãy tạo cơ hội cho ông mấy ông này cố gắng chơi nha. Rồi kéo lật kèo. Thấy ông Nemo này phải thông thạo tôi không vui đâu nha. Temo thì tôi cho một vả là chết đấy mà. 290 linh hồn gần 300. Mình cứ khỏe đấy nhở. Cô la mình. Đây là mình lên theo đầu của Yasuo rồi. Nếu chúng ta lên cái tam hợp mình nữa thì rất là mạnh luôn. Rồi đấy. Tôi mình khỏe. Mắt khỏe. Thì chúng ta chưa có cái giáp tinh thần. Nếu mà có giáp tinh thần pha đấy thì mình có thể cân được hai thằng rồi đấy, chắc chắn luôn. Ủa, collab rất khỏe anh em. Máu nó càng ít thì nó bổ càng đau ấy, mà nó lại càng ít máu thì nó lại càng hồ báo. Nữa thì dính. Có vẻ như kết thúc luôn à. Cố gắng đi từ phía của em ạ. Còn nhiều khi đăng ký kênh thì anh em đăng ký kênh để ủng hộ mình anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cái này cũng là một kỹ thuật. Người cái còn là một nhân. Ra xua cái bất tử nha anh em. Ui.